Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm này thì tỉnh Lai Châu đang phải hứng chịu rất nhiều những trận mưa kéo dài cũng như là sạt lở đất và mưa đã kéo dài trong 3 ngày qua tiếp tục gây sạt lở trên nhiều tuyến đường tại tỉnh Lai Châu, gây ách tắc giao thông cục bộ. Cụ thể vào sáng ngày 2 tháng 11, sạt lở Ta Luy Dương ghi nhận xảy ra tại các vị trí km 114-600 đường tỉnh 133 thuộc địa phận bản Xeo Làng 1, xã Phình Hồ, huyện Sinh Hồ, km 255-850 quốc lộ 4H thuộc địa phận bản Hủy Tác, xã Nậm Khao, huyện Bường Tè, khiến cho giao thông từ trung tâm của huyện Bường Tè đi tới các xã biên giới và từ trung tâm huyện Sinh Hồ đi các xã vùng thấp đều bị ách tắc. Hiện thì Sở Giao thông Vận tải của tỉnh Lai Châu đang chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ tập trung phương tiện máy móc để khắc phục các vị trí sạt lở. Tuy nhiên do trên địa bàn có mưa từ nhiều ngày qua đã ngấm no nước nên quá trình khắc phục đất đã tiếp tục sạt xuống gây khó khăn cho đơn vị thi công. Dù vậy thì các đơn vị vẫn đang nỗ lực khắc phục tập trung thi công phấn đấu thông đường trong thời gian sớm nhất.